Sau khi xác nhận hợp tác đóng cặp trong Người Mặt Trời, những tương tác tình cảm ngọt ngào giữa Thuận Nguyễn và Chipu khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, tích cực đẩy thuyền. Cặp đôi thu hút sự quan tâm của cư dân mạng lẫn người hâm mộ không chỉ nhờ vào khả năng diễn xuất mà còn bởi visual không phải dạng vừa mỗi khi chung một khung hình. Bộ ảnh mới lấy bối cảnh trong một khách sạn hạng sang của Thuận Nguyễn và Chipu vừa được tung ra tiếp tục gây chú ý. Trong khi giọng ca Đóa Hồng ghi điểm vì nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, thì Mỹ Nam Vbiz chiếm spotlight nhờ vẻ ngoài điển trai lịch lãm. Cả hai còn có những tương tác tình cảm ngọt ngào với đối phương khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trước đó, Chipu từng thừa nhận ấn tượng trước diện mạo của Thuận Nguyễn. Cụ thể, nữ ca sĩ nói, anh Thuận là người mà tôi casting cuối cùng ngày hôm đó. Anh ấy bước đến như một hoàng tử luôn. Khi tôi và Thuận vừa đứng cạnh nhau là anh, Timothy và chị Cathy vỗ tay luôn vì hai người đẹp đôi quá. Cô cũng nhấn mạnh, mình đánh giá rất cao sự chỉn chu, tâm huyết của đàn anh dù đó chỉ là buổi casting. Đầu tiên là em đánh giá về sự rất đầu tư về ngoại hình. Anh Thuận, khi anh ấy đến buổi casting ấy, điều này cho thấy sự nghiêm túc của anh ấy trong việc đầu tư về nhân vật. Sau đó, anh Thuận là diễn viên duy nhất mà trong lúc cast em hôn luôn. Từ anh Thuận tạo cho em cảm giác mà em rất an toàn. Riêng anh Thuận không hiểu sao có động lực gì mà em tiến đến hôn ông ấy luôn, Chipu tiết lộ. Tuy vậy, giọng ca Hoa Dưới Mặt Trời cũng gặp trở ngại khi đóng cặp cùng bạn diễn Cao Kiều. Nữ ca sĩ cho biết mình phải mang guốc rất cao trong những phân cảnh đối mặt với Thuận Nguyễn. Cũng nhờ thiết kế cao gót khủng, cô mới có nhiều khung hình đẹp đôi khi đứng cạnh nam thần. Về phần Thuận Nguyễn, anh chàng cho biết bản thân khá run khi bước vào vòng casting. Tuy nhiên, khi gặp gỡ Chipu và hợp tác diễn xuất, anh đã nhanh chóng lấy lại tự tin, phối hợp ăn ý với bạn diễn. Nam diễn viên còn tiết lộ cả gia đình đều rất mê mỹ nhân gốc Hà Nội, đặc biệt là cháu mình. Những chia sẻ của Thuận Nguyễn và Chipu khiến cư dân mạng dần nhiều người còn đặt nghi vấn về việc phim giả tình thật của cặp đôi. Bên cạnh đó, họ cũng tích cực đẩy thuyền và mong ngóng họ sớm về chung một nhà. Trước những đồn đoán từ người hâm mộ, hai diễn viên chưa lên tiếng đính chính. Thuận Nguyễn có giải thưởng nghề nghiệp đầu tiên cùng nhiều cơ hội nghệ thuật tìm đến năm 18 tuổi, hào quang đến sớm khiến anh choáng ngợp. Sau 3 năm tập trung cho việc học ở trường sân khấu điện ảnh, nam diễn viên mất đi nhiều cơ hội sau khi ra trường. Có giai đoạn, anh cảm thấy khủng hoảng bởi không tìm được vai diễn nào. Tuy nhiên sau đó, Thuận Nguyễn đã lấy lại được tinh thần và bùng nổ với những vai diễn mới. Trước khi xác nhận tham gia dự án Người Mặt Trời, nam diễn viên từng gây sốt với vai nhân trong Người Vợ Cuối Cùng. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, anh đã góp phần đưa bộ phim thành công như ngày hôm nay. Đến với Người Mặt Trời, để có dáng người mảnh khảnh theo yêu cầu của vai diễn, Thuận Nguyễn đã phải xả hết các khối cơ mà mình đã vất vả tập luyện lâu nay. Theo lời nam diễn viên, 2 tháng trước khi phim bấm máy, anh gần như chỉ uống sinh tố, thực phẩm dinh dưỡng, vitamin. Và suốt 3 tháng ghi hình, Thuận Nguyễn vẫn duy trì chế độ này mỗi ngày. Ngoài ra, để có làn da trắng bệch đúng chuẩn macaron, nam thần Vbiz còn phải cầu cứu kem trộn. Bên cạnh việc thoa kem, anh cũng phải uống viên trắng da, collagen để trắng nhanh.